Kính thưa chư quý vị, đây là băng thứ 6, cũng là băng sau cùng. Tác phẩm Giảng Sanh Bổn Nguyện của soạn giả Như Trúc. Sự niệm Phật có kết quả chắc chắn thì ngoài sự niệm Phật không rời ở trong tâm hồn, cần làm những điều thiện khác nữa sẽ mau thành đạt hiệu quả hơn. Đó chẳng khác trồng cây, ngoài sự mưa móc còn gia công tưới nước, dung bón thì bông trái phải được có nhiều. Xong, chúng ta nên nhớ sự niệm Phật bất chấp kẻ dốt người thông, chỉ cần ở sự thành tâm nhiều hơn, và chính nhờ chỗ thành tâm ấy mà được siêu sanh. Trái lại, những kẻ nói thông kinh điển mà chỉ nhai đi nhai lại lời của thánh hiền, và có niệm Phật cũng chỉ lấy số nhiều chớ không thành tâm và thực hành chân chánh, thì chẳng khác nào kẻ nấu cát mà muốn thành cơm thì không thể được, nghĩa là kẻ ấy chẳng bao giờ diện kiến Đức Di Đà hay là được Đức Di Đà cứu vớt. Nói một cách rõ hơn, mình niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, để nương theo bản lai thanh tịnh ấy, gương siêu màu ấy, để lòng mình trở nên thanh tịnh. Hễ lòng mình thanh tịnh y như tâm thanh tịnh của Đức Phật thì những điều trượt nhiễm trần ai không còn. Nhưng trước khi đến mức hiền lương thanh tịnh, mỗi người cần làm 10 điều thiện đặng hỗ trợ cho sự niệm Phật, vừa có phước lợi cho đời, khiến cho sự vãng sanh của mình mau đến chỗ thành tựu. Nói tóm lại, thể theo lời Đức Phật và Đức Thầy đã dạy bảo trên, thì mỗi người chúng ta muốn cầu sanh về cõi tịnh độ, đồng thời với sự niệm Phật cần phải đền xong nợ tứ ân, thực hành theo thập thiện, dân giữ tam quy, gìn xong năm giới cấm, lại phát tâm bồ đề cầu đạo giải thoát, chót hết là mở đường thương xót mọi người để tìm phương cứu giúp họ ở phương diện này hay phương diện khác, khiến họ được sự lợi ích. Được như thế, sự niệm Phật của mình sớm muộn gì cũng toại lòng nguyện ước, nghĩa là được vãng sanh về cõi Phật. Pháp môn niệm Phật và phương cách hành trì mà ông thanh sĩ kinh qua đã được tỏ ngộ tâm. Nay ông tường thuật lại từng diễn biến tâm ý và từng giai đoạn thực hiện chứng ngộ cho người hành trì tiếp theo được thấu tỏ. Niệm Phật cho thanh tứ
làm tội ác trong khi chưa biết, khi biết rồi cương quyết tránh xa. Một lời niệm Phật phát ra đủ làm sức cảm Di Đà tiếp linh. Phật độ kẻ hữu tình với Phật, chớ vật không thể rước chi con mang. Cho nên khi niệm Di Đà phải lòng như Phật để mà niệm lớn. Muốn niệm Phật mau nên hiểu quả, hãy niệm như vú mẹ con thân. Mẹ không quên vú con chờ, con thèm sữa mẹ ngay hằng giờ nhớ luôn. Cứu phẩm muốn đặt chân tới chỗ chính từng xem, muốn có điểm danh phải nên niệm Phật làm lành. Lòng thành càng manh càng thành tựu mang. Người nào muốn đáo Tây Phương phải vừa niệm Phật phải lương thiên lòng. Lòng thành gồm vào một niệm Phật, khi niệm mấy phát lên vang dần trong trời đất. Dừng mê trái sạch không, biển khổ lắm bằng mắt. Chỉ trong cái quát nhiên thấy rõ tam thế Phật sức màu nhiệm vô cùng. Khi được chân công đức, người nếu thường tâm được giác luôn, thuận không đắc chí nghịch không buồn. Lòng như trăng sáng luôn luôn chiếu, giả tờ nguồn trong mãi mãi tu. Huệ khí phá tan đời hắc ám, tri tâm
giải thoát kiếp đau thương. Sống mình, sống kẻ trong tình Phật. Đại đồ chân tu chỉ một đường, màu nhiệm thay khi tâm đã hiện, được nhớ ra hết chuyện ngàn xưa. Biết lòng người và biết nghe thiên cơ, biết việc tới việc qua cùng biết. Sáu căn việc nghe sáu trần cũng mơ việc, đủ sáu thông vào khắp tai bàn. Chèo con thuyền đại đồ sông pha, đưa sanh chúng sanh qua biển ngàn. Màu nhiệm thay khi tâm bừng sáng, như mặt trời phá cảnh tối đen. Những việc chưa từng có biết quen, tự nhiên được hiểu rằng tất cả. Diêm Chúa phải chịu hồi xứ giả, thiên thần thì đem lễ cúng dường. Đủ sức đi giáo độ mười phương, đủ phương tiện chỉ đường sanh chung. Được vô lậu thần thông diệu dụng, cho nên không còn chuyện sai lầm. Màu nhiệm thay khi tỏ ngộ tâm, thấy rõ cái xác phàm như ao. Lành thì mặc, rách thì phải tháo, không sợ lo, không có tiếc than. Chỉ bỏ thân tạm giả trần gian, chớ thân tướng kim cang còn mai. Thân ấy mới là thân tồn tại, đó mới là chính cái thân mình. Còn cái thân khi chết thì sình, nó là bóng của thân chân thật. Bóng thì mất nhưng thân không mất, như thế cho nên chẳng chút lo rầu. Mượn giả thân để lập đạo màu, xong rồi trả cho đâu ra đó. Thân là bè trước sau phải bỏ, để lên bờ hầu có quy hương. Bè giả tan người chẳng tổn thương, vì vậy rất coi thường cái chết. Thank you.
nước trắng ngàn. Trên trời xanh vạn tường sum la, đều được hiện rõ ra không xô. Tự cảm thấy vô cùng khoái hoặc lòng lân lân, chỉ một niềm vui. Chữ ma bát nhà nặng mùi, phát cõi tốt hồn ngồi Phật cạnh. Nhìn thấy chúng sanh trên quả đất đang quay cuồng theo vật dục tâm, mạnh yên thân còn yếu dập bầm, vì sự sống cạnh tranh không ngớt. Mọi nỗi khổ vẫn chưa thấy ai bớt sanh rồi già rồi chết thì nói liền. Còn bên kia tật nọ liên miên, đủ cách chết kể không hết được. Có cảnh Phật còn hoài không mất, mà không tìm qua được cho ấy là điều cần phải tiếp thân cho lòng của thế gian mê muội. Nên xét kỳ để lo cải hối đuổi theo cho kịp chuỗi ngày qua. Mượn thuyền từ vượt cành phong ba, để kịp hồi long qua kỳ tới. Trong thiền tinh nữ nam các giới ráng tu cho Phật hồi tên đề. Nếu không ngồi chính phẩm liên quê, cũng ráng được giữa kệ thánh gì. Thân tử để được trọn đạo lý, phần tố thầy cũng mơ phi lòng nguyện. Là những lời của Phật muốn truyền, xin nhờ khách hữu duyên nhắc lại. Đây liền cúi đầu vâng lời dạy, mượn bút nghiêng kể lại như trên. Mong người đời chịu khó đọc lên, rồi suy nghiệm hướng nên tường tận. Lo tu niệm một lòng tinh tâm, cho tâm hồn được sáng suốt ra. Coi Di Đà được biết lối qua,
ngộ. Về tịnh độ cho thân hết khổ lên niết bàn hầu có an cư. Được kim thân bất cứ hoài bất ngây hư, được bổn tâm chân như thường trụ. Được tự tại tự do tự chủ, được khỏi dòng sanh tử luân hồi, được ngồi trên xe báo vui tươi, được thông làm đất trời vạn vật, được còn mãi chớ không hề mất, ấy là điều đây rất ước mong. Xin thiện nam tính nữ đại đồng ráng tu được thành công đắc quả. Là một quyển kinh vô cùng đặc biệt, phân tích mọi lẽ giả chân và hư thật trong đời qua lời Phật dạy. Chúng sanh thời nay làm sao có thể tiếp xúc được lời Phật dạy bằng lời, bằng ý và nhất là bằng ngôn ngữ của dân tộc mình? Thật là vi diệu, mà cũng thật là phước báo thai, và cũng thật là lòng từ của Đức Phật thấy chúng sanh đang lâm nạn khổ. Phước báo thai cho những ai đọc được quyển kinh này. Gặp
đồng môn, trong nước chỉ xa gần. Nhớ cầm lên đọc nhiều lần, nghĩa sâu càng khá tất phân kỳ càng. Việc đạo lý nên toan liệu gấp, ngày lẫn đêm tu tập cho cần. Bao nhiêu nghiệp dướng vào thân, nhất tâm quyết rửa một lần cho thiếu. Ta còn quên một điều Phật dạy, nếu có người trai gái như cõi trần, trước khi đổi vật đổi nhân, chỉ trong một phút thì không cần chi lâu. Ngồi hoặc đứng cách nào ôi cũng đang chắp tay ở già ngó thẳng phương Tây. Lòng không mong việc đó đây, A Di Đà Phật niệm rài một câu. Thầy cũng được nản sầu thoát ra khỏi, nhờ hào quang Phật rồi vào thân. Tiêu ma tiêu các chướng trần, khác nào có phần cháy quang. Chỉ một niệm cũng là khỏi nạn, muốn gì là niệm đặng dài lâu. Dù cho muôn thảm ngàn sầu, cùng tan mất cả như bầu không trung. Khuyên đồng đạo khắp vùng đây, đó khá gì lòng chớ có bỏ qua. Nhớ câu hai. Kết luận: ý nghĩa của 48 lời đại thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà chính là bổn nguyện cứu độ chúng sanh ở những cõi bị sanh diệt khổ đau, để được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Những lời thệ nguyện đó như chiếc thuyền từ đưa rước chúng sanh từ thế giới khổ đau mịt mờ tâm tối sang qua thế giới an lạc, tĩnh tâm luôn được an định, vĩnh viễn xa rời phàm tâm tập tánh và dứt nghiệp sanh tử luân hồi. Đức A Di Đà đã lập thệ: nếu chúng sanh nào niệm danh hiệu của Ngài cầu về Cực Lạc, kẻ ấy khi mạng chung sẽ được tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương, chứng lên ngôi bất thối chuyển. Nếu ta đem công đức và diệu dụng vô lượng của sự niệm Phật để mong cầu những phước lợi nhỏ nhen ở cõi người, cõi trời,
mà không cầu vãng sanh giải thoát, thì có khắc ghi trẻ thơ đem hạt mani châu vô giá đổi lấy viên kẹo dễ ăn. Để được thoát khỏi sanh tử luân hồi và đới nghiệp vãng sanh thì không chi hiệu quả hơn pháp môn niệm Phật. Với Phật lực gia trì và luôn luôn có sự trợ lực của Ngài như nam châm hút chất sắc của người thành tâm tín nguyện và chuyên chú hành trì. Do đó mà chúng ta nên hiểu bổn ý của Đức Thế Tôn muốn cho chúng sanh nương nhờ pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, sớm thoát khỏi sanh tử luân hồi là điều quý giá nhất trong suốt cuộc đời của chúng sanh và rất cấp thiết để thực hiện. Trong bài Từ Giả Làng Nhân Nghĩa, Đức Quỳnh Giáo Chủ có lời cầu chúc và ước mong cho toàn thể Phật tử đều được trở về với bổn tánh bản lai. Bao nhiêu người niệm Phật đã được vãng sanh. Sự màu nhiệm đó trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi rõ ràng lại. Pháp môn này lại bao gồm
trên từ các bậc Đẳng Giác Bồ Tát cùng các bậc Đại Đức Cao Tăng, dưới cho đến những kẻ cùng hung cực ác, thậm chí đến những loài sinh vật, cũng nhờ trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà mà được sanh về cảnh giới tịnh độ, thoát khỏi nghiệp thú cầm. Như vậy, pháp môn niệm Phật là một vi diệu pháp, là phương tiện sau cùng để cứu vớt chúng sanh, mà cũng là sự thể hiện tình thương bao la của Đức Phật đối với tất cả chúng sanh trong thời mạt pháp. Như trong kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy, trong đời vị lai, kinh đạo diệt hết, ta vì từ bi thương xót, riêng lưu trụ kinh này 100 năm. Chúng sanh nào gặp được kinh này, tùy theo sở nguyện đều được đắc độ. Dạng năm tam bảo diệt, kinh này trụ 100 năm, lúc đó nghe một niệm đều được sanh cực lạc. Chân thật nghĩa niệm Phật là trở lại với chân tâm thường trụ, dẹp bỏ vọng niệm, trở lại với chính mình, không chạy đuổi theo vọng trần hư ảo, thu nhiếp tâm trở lại với tánh Phật bổn lai. Bổn tâm ấy xưa nay vốn thanh tịnh, vắng lặng, sáng suốt, không bị phiền não hay sự nhiễm ô ngăn che hoặc làm cho mê mờ tâm tối. Hành giả trụ tâm vào tánh Phật bản lai đó, tâm không còn vọng động, không còn chạy theo niệm trần, chân tâm lần lần hồi phục, trí tuệ hiện bày và thể nhập vào cảnh giới nhất tâm, hoặc được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, được quả bất thối. Đó chính là công năng màu nhiệm của pháp môn niệm Phật phát xuất từ bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, đã thệ nguyện dùng danh hiệu của Ngài để tiếp dẫn chúng sanh. Sự dễ tu dễ chứng so với các pháp môn khác được các bậc cổ đức xác định. Tu các pháp môn khác như con mọt bò dọc ống tre, hành trì môn tịnh độ như con mọt đục thủng ngang ống tre để được ra ngoài. Tấm lòng từ bi của Đức Phật là như thế, chỉ đường và hướng dẫn cho chúng sanh được thoát khỏi luân hồi sanh tử. Nếu chúng ta không lo phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương, hay quyết tâm lo phục hồi chân tánh, tức là chúng ta đã làm lỡ mất đi cơ hội trở về với sự minh tâm kiến tánh và thoát đọa trầm luân. Đức Phật thật không thiếu tiếc thương, đã ân cần nhắc nhở và nhắn gửi cho chúng ta với những ai có cơ duyên và phước báo nghe được điều này. Từ
gần. Câu bát chánh rắn mài chạm giả tứ một điều người khá hành y. Muôn thu trời đình nhất kỳ, hạ quân sắc lệnh khai kỳ long quan. Răng dẹp phá xương mồ trước mắt, chớ để cho quỷ dắt linh hồn. Lão đây dân linh Phật tôn, lãnh cân thưởng phạt chư môn giữ lành. Khác chí tâm học hành kinh sám thoát nơi miền hắc ám phong ba, trở chân cho kiếp long qua. Long qua có mặt ấy là hiền nhân. Nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Tu với tình biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Phàm tức trở nên ngay, lời chốt hết Phật cần nhắc lại. Cảnh hồng trần sớm giải thoát ra, chớ nên chợn mạng dần già, sẽ không kịp hồi long qua kỳ này. Thank you.
lặng lẽ nghe, lặng lẽ ngó đêm ngày, sẽ thấy Phật từ xưa nay ở đó. Dùng tâm ngó không nên, dùng mắt ngó lấy tâm nghe, đừng có lấy tay nghe. Ngó nghe trong lòng chẳng bỏ bê, bọn lục tặc hết năm lẻ quay rồi. Ấy là diệu pháp về phương đối nội, còn về phương ngoài cũng nâng phòng. Lấy giới răng làm chất sắc hành động, dùng trí huệ từ tâm phóng tướng ta. Cảnh đau khổ mê si, nơi thiên hạ được ăn vui. Đổi trần gian thành cực lạc tốt tươi, cho ai cũng trở thành người Bồ Tát. Hãy
tâm không lai. Phải tường ở chỗ thường quyên nào, lòng dần tình luôn trí huệ khai. Tình chối nói làm tình với ta, tình không tình ác nói năng ta, tình non chẳng đúng gương từ thi, tình thất không phù đạo Thích Ca. Tình thề trường sanh tầm điểm lữ, tình như đát ma tất rừng già, tình bồ đề tánh câu vô ngại, tình giấc nhân sanh nơi khỏi ai hà. Trần thế mơ hồ gia tạm kiếp nhân loài như đám phụ dân, hiệp tan tan hiệp thôi dần, mà cớ tan hiệp là phần thương đau. Ngao ngang nỗi thảm cầu vô tận, thức tỉnh cơn phiền hận dình niên. Dầu rằng khổ hải vô biên, hồi đầu thì ngàn nghiệp duyên sạch lần. Âu cũng bởi lòng trần giống niệm, để xa rời một điểm chân như đường trần từ đó ngẩn ngơ, càng dông ruổi bước càng mờ mịt xa. Do tâm ý tạo ra nghiệp cảnh, cho thân hình chịu cảnh đau thương. Tỉnh ra một giấc mộng trường, liễu bề giải khổ tìm đường thoát sinh. Trước bửu tọa nghe kinh sám hối, lượng từ bi xa tội lỗi lầm. Nước dương rửa sạch trần tâm, quy tam bảo kính khâm phụng thờ. Hồn được nhẹ là nhờ phép nhiệm, A-di-đà ráng niệm Phật danh. Phật xưa tăng có nguyện lành, niệm danh mười tiếng được sanh nước Ngài. Niệm chuyên chú đừng sai chỗ diệu, chớ liên
trần mê chiếu tiếng thương, luyến trần ngăn lấp con đường. Thoát trần thức tỉnh tỏ tường lối đi, mê chiếu dứt tức thì nhẹ bước nghe giác ngộ thông Phật rước theo Ngài. A Di Đà Phật Như Lai hiện thân tỏ bửu liên đài độ sanh. Hồng trần gian pháp hữu di, không bền không vững trường kỳ diệt sanh. Kiếp người tam bờ mong manh, đồi bén tan quái thường sanh não phiền. Hiệp ly hiệp xoay truyền, là nơi khổ hải là miền thương bi. Niết bàn dứt pháp hữu di, không sanh không diệt trường kỳ vĩnh yên. Là an thanh tịnh tịch nhiên, là nơi cứu cánh là miền siêu sanh. Kinh lại Phật từ bi cứu thế, đem đạo lành phổ tế chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường. Kinh lại pháp là phương giải thoát, gốc chân truyền y bác từ xưa. Pháp tu chứng đắc kịp thời, đổ người qua đến bên bờ bên kia. Kinh lại tăng nghiêm trì giới luật, hạnh tăng vô nhất vật thanh bằng. Tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Phật pháp tăng ngôi nhà tế độ, để thế gian làm chỗ giữa nương. Những ai quỷ bán sinh thường, ấy là cách đức con đường giảng sanh. Nay đệ tử lòng thành sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa. Hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chập dòng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đừng chưa biết bao tật xấu, các việc làm theo dấu tệ hư. Hoặc là phi ố nhà sư, hoặc là cứ chỉ dường như hổm mình. Nào những lúc vô tình nói quay, bởi thói quen chỗ thấy lạc lầm. Khinh chê diệu pháp thầm thâm, buông lung nghiệp miệng dương lắm tội trời. Cùng tâm ý khi đời ngạo vật, tính cho rằng không Phật thánh tiên. Hoặc là tính tưởng hoàng thiên, mà đường chánh tính lãng quen tâm lòng. Từ vô thị chập chồng tội lỗi, nay còn nguyện sám hối ăn năn. Quê xưa xin quyết chừa răng, ngưỡng mong đầy đủ thiện căn trở về.
Phật đài con xin sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chập chồng nghiệp quay có thừa núi cao. Thân đừng chứa biết bao tật sâu, bước chân đi theo dấu đường đời. Cách ăn thôi ở tùy thời, nào con có tranh khỏi nơi tội tình. Tội thứ nhất rác sanh thực nhục, thở bé thở đến lúc trưởng thành. Vì con cha mẹ cam đành, giết muôn loài thú nuôi sanh mạng này. Con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gian tiếp trở duyên. Thức ăn ban ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. Thân con lỡ tạo gây nghiệp ác, muôn vạn loài quan thác vì con. Vì nhờ thấy ước hằng còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp, thân con đây tội nghiệp dày đầy. Xét ra thì thịt xương đây lại là xương thịt muôn thấy tạo thành. Cũng có lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giận mình. Máu me ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dẫn lòng cái quá nghiệp thân. Học đòi theo bậc hiền nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Nhưng trong cõi trần ai bụi bặm, giữ làm sao khỏi lâm tất son. Biết bao nghiệp sát cuộn con, nhiều lần vô ý dập dồn tội khiên. Nay đến trước Phật tìm sám hối, lượng từ bi xả tội lỗi lầm. Ăn năn gọi rửa lòng phạm, con nguyện sửa đổi việc làm từ nay. Tội thứ hai tham tài trộm đạo, thói chạy tà gian dạo xấu xa. Hoặc từ nhiều kiếp trải qua, hoặc từ thơ bé tạo ra tội tình. Nhìn lại tâm thân hình trưởng đại, hẳn có khi tội trái lôi thôi. Của người nhóc đổ mồ hôi, dùng mưu chức lấy đắp bồi thân tan. Tội thứ ba dâm tà loạn phép, lỗi đạo hằng mang nghiệp vào thân. Tâm lòng yểm cựu nghinh tăng, làm sao tránh khỏi tay dần trái quan. Đường tình ái chứa chan nghiệp tối, nẻo dâm tà càng lỗi nặng lung. Tâm thân tội lỗi thẹn thùng, kiếp này kiếp khác chập chồng bằng non. Tội thứ tư vọng ngôn vui trá, lỡ cho mình thiên hạ hại thân. Vẽ duyên theo vợ xa gần, muôn điều rối rắm trăm phần đau điên. Coi lưỡng thiệt hai bên đâm thọc, cho đôi đàn trách móc lẫn nhau. Mở lời để hại về sau, một câu thất đức quả sâu khôn người.
Tội thứ năm sai xưa chè rượu, lội giới điều cho tửu nhập tâm, thêm lòng ham muốn tham lam. Càng thâu chất chứa càng làm say mê, bệnh sân hận ai tài chiến chữa, nỗi nóng lên như lửa cháy rừng. Si mê đâu biết tỏ tường, cõi mê muôn nẻo dặn đường nhá nhem. Năm giới chánh cộng thêm giới phụ, tam nghiệp chung tinh đủ thập điều. Phật bàn giới cấm đã nhiều, mà còn lối phép chẳng theo luật Ngài. Hoặc vô ý không ai tội trọng, hoặc yếu hèn chẳng cưỡng được tâm. Tự làm hoặc xuôi người làm, hoặc nghe thấy ác mộng phàm đua vui. Từ vô thỉ tạo rồi nghiệp chướng, đến những nay vô lượng kiếp sinh, mỗi phen mang lấy thân hình. Tạo gây lắm thứ tội tình nghiệp duyên, tất lòng thành con nguyện sám hối, xét tội xưa tranh lỗi về sao. Cầu xin nước tỉnh rưỡi vào, tâm con được sạch lào lào giác mê. Con cố gắng từ đây sắp tới, giữ đúng theo ngũ giới Phật truyền. Cần trao tam nghiệp trọn hiền, pháp tu thập thiện vẹn tuyền mới cam. Mong đến chốn già lam Phật cảnh, giả cõi đời áo ảnh phù du. Lòng nguyện ngọc vẹn phép tu, làm dân Phật quốc thiên thu sống còn. Đường giải thoát lòng con chi dốc, quyết phân tìm theo gốc tu chân. Nương vào tam bảo quy nguyên, con nguyện chẳng dám khinh làm dễ vui. Được thưởng thức vị mùi chánh giáo, xin nhớ ơn tam bảo ghi lòng. Con nay sám hối vừa xong, nghiệp trần nhẹ cõi không không sạch rồi. Con cầu nguyện người đời tỉnh thức, thọ phước lành đạo đức thượng ban. Cầu xin Phật hiện thế gian, cầu xin tam bảo cứu an muôn loài. Đem lòng tưởng niệm Di Đà, biến ra hành động giác tha người đời. Xin Phật độ con khỏi ai hà, kiếp này cực lạc được sang qua, thoát dòng lục đạo tam đồ khổ, cứu hết thọ hàng, cứu ba gia. Nguyện giải thoát
soi đường minh thiền đơn long quang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giống như trong tác phẩm Giảng Sanh Bổn Nguyện mà soạn giả Như Trúc đã hoài tâm mong ước. Lời cuối, nhóm thực hiện chương trình Như Bình, Võ Thị Mỹ Lan, Lý Thị Mai và Nguyễn Bé Bảy cung kính nguyện cầu Tam Bảo từ bi gia hộ cho chư quý vị được thân tâm thường lạc, đạo quả sớm viên thành, đồng được giảng sanh Tây Phương thế giới. Thank you.
nguyện Thank you.
thiền. Cúi đầu lễ tạ kim liên, pháp âm nghe tiếng thọ liền bẩm cao. Liên đài cửu phẩm tiêu giao, chứng nội bất nghi thối dữ vào vô như. Tịnh quang là cõi thượng cư, không không sắc sắc như như thường thường. Đôi nhìn khổ hại càng thương, trùng trùng điệp điệp không lường phong ba. Quay thuyền trở lại ta bàn, dắt diều giáng lõi đến tòa Tây Thiên. Chúng ma thân đổ tận đá yên, dòng hồn mới chứng tịch viên niết bàn. Nam mô tịnh độ lạc ban, chứng minh giác tâm tây phát mau về. Cõi hồng trần gợi thân trầm tội, kiếp phù xăm tay đổi mấy lần. Có thân nên khổ gì thân, bởi xưa giờ tâm niệm lầm si mê. Nhớ vô minh giống tình nhiễm trường, thọ tượng hầm y thức nghiệp duyên. Luân hồi thanh tử lộn quanh, ra vào ba cõi cũng như lớn sao đàn. Đời dĩ giảng tam hoàng hôn đi, có tôn phương cõi thế thọ trường. Nhưng là diệu dữ thần nông, dễ đầu cương hết mạng giống số thủ lưng đơn tài biến thức, cũng vô phương hết được bệnh nhân. Hữu hành hữu hoại khổ thân, có ai sống mãi ngàn năm trên đời. Trường danh lợi lãng văn lui tới, công hầu sơn tối đua chen. Gian dài cổ đua chen, chung quy rồi cũng một phép tan tầm. Quay lấy lần vua tần hoàng thấy, thiên anh hùng cai thế ngàn dương. Quý lòng thâu đoàn giang sơn, về đâu ý định cao hơn màn trời. Chẳng bao lâu nghiệp tầng ngắn ngủi, không ngô gian hạn gió bỏ mình. Hơn trào hàng tính công trình, để dương đại ấm dễ mang đằng nào. Thật cùng vào của bao thiên kể, mà bây giờ còn để lại đâu. Tuổi nhan hồi ba hai cô, trong tam trăm bằng tối
sanh mà giới tốt bạc thương, sống lâu tha tiểu một đường khác chi. Mùi tụng lưỡi đắng cay lầm lòi, bà đánh chung nhiều nỗi nhọc lòng. Cho tài đâu ký dạy con, công dân phú quý mộng hồn và hương. Cảnh vô thường ta thương biến đổi, người lẽ đầu sớm tối an nhàn. Sanh giả không rồi tử giả không, mấy ai đâm tuổi uổng công lo đời. Còn chút hơi ai ơi nghĩ lại, muôn diệt đời cả thái đừng mong. Dứt đi ba tấc hơi nồng, bao nhiêu sự nghiệp còn mong chúng gì. Dầu của tiền giảng thiên chất chứa, bất dương hào thanh tương vinh quê. Ở thăm nghĩa trọng tận tình, đêm ra chỗ thế mạng bình lưu chân. Có chi bằng tầm phước cứu độ, niệm Di Đà giác ngộ thiện tâm. Đạo là vô thượng thầm thâm, nếu không sớm gặp kiếm như tầm dễ chi. Thế thân này một khi gặp gỡ, để mất rồi phải lo nhiều giống thiện căn lâu đời. Vậy mấy lời hôm nay tình giác, nguyện dân hồn khoái lạc thiêu tâm. Bao nhiêu những việc tiền trần, bây giờ thôi cũng phải đặng hoàn thông. Thấy cảnh nhớ người thêm môi thảm, nhìn lên mặt giảng gửi tên tàu. Một phán đồng bạc tâm chuồn vác, ngồi đành cho đất căng lắm dù nguy. Biết ly là cách ngắm người, bị tâm cách điểm lắm một ngàn thu. Bóng trăng luôn nhìn đầu em ấy, tháng ngày qua quạnh quẻ mổ phần. Gió mưa nắng tuyết bao lần, cổ kim lai giảng tử sanh một đàn. Cõi vinh quang trần gian chúng cảnh, kiếp luân hồi không rảnh thoát ly. Mong nhờ Phật lực hộ trì, xả mê tùng giác tiêu diệu lạc hành. Nguyện giảng tâm về miền cực lạc, những ớt liền ác nghiệp trần lao. Liên qua cứu phẩm đặng vào, trường tuân tự tại tiêu giáo văn nhàn. Nguyện hồn dứt hết nghiệp thế gian, qua tâm chính phẩm nền già ra. Nam mô Đức Phật Di Đà, tiếp dẫn dòng giả thẳng qua lạc thành. Nguyện hồn mau đặng giác tâm về nơi tịnh
độ đời.